rất thơm. Thằng Út mình tên gì? Nói! Tại sao mày làm thế? Trả thù hay được thuê? Tôi chỉ là bảo vệ, tôi không biết gì hết. Camera khai hộ mày rồi. Giờ còn một cách, mày khai thật, tao cho mày sống thêm một lúc nữa. Còn không thì tao đếm ngược. Ba! Mày về gì mày? Chúng nó chỉ bị trúng độc thôi mà. Tôi!